ok, chào mọi người quay lại với channel của mình. Thì mình vừa mới xây cái đây. Mình vừa mới xây cái đường để đánh con đánh boss ở trên ấy, mình bảo ấy, thì mình thấy dòng chữ này The air getting colder around you. Không khí xung quanh bạn bắt đầu trở nên lạnh. Thì mọi người biết đây là cái gì không? Đây là con Skeletron Prime sắp sửa đi ra đấy. Buồn là tự nhiên lại gặp nó bây giờ. Thôi nó ra mình phải đánh thôi. Đồ bây giờ cũng gọi là mình nghĩ là không đến mức cùi bắp nhưng mà cũng đủ để đập nó. Giết nó không chắc nhưng mà nghĩ chắc đập được nên là ok. Làm nhanh thuốc các thứ đi lên, mình quay lại tập này để đánh rồi không thì cứ quay lại đã. Ok. Đâu rồi? Một cục này nào. Sao cái này ở đây? Xem là cái thuốc nào cần dùng nhỉ? Cần thuốc hồi máu nữa thôi đúng không? Thuốc hồi máu thì ok. Mình để chức năng dừng game ấy, thì mỗi khi mình ấn kho đồ nó sẽ tạm dừng game lại. Rồi. Thuốc hồi máu rồi, đây rồi. Thì cầu mong là mình phải đánh được nữa. Nó thể ra bất cứ lúc nào đấy. Đây mình đã xây một cái đường ở trên này này. Tắt cái auto power đi. Đúng rồi. Cắm mấy cái này để tăng khả năng hồi máu và cắm lửa. Mong là mình có thể giết nó. Cái Soulfly để giết con Wyvern ra. Đấy. Mình thấy cái đạn này bắn nó sẽ té loe nó gây thêm đam. Nào nhanh nào. Cái gì đến thì đến luôn đi. Này, xây cái đường khá là dài. Cái đường có thể dùng để đánh con Twin là con Skeletron Prime, còn cái Arena để đánh con sao phải ra bây giờ. Đánh con Destroyer để xây cái khác. Cái này không dùng Destroyer được. Nên mình thấy là mình đang cầm cái áo choàng cái này này, nên là mỗi khi mình ăn đam sẽ có sao rơi vào đầu. Cút đi. Tao không đủ sức tao nói chuyện với mày, tao đang phải lo ai khác. Xây trên cao này cũng có một cái khá là hại đấy là nó ra rồi. Nó đâu? Nó kìa. Thì thế chạy thôi, vừa chạy cái bắn nó thôi. Nhớ né mấy cái tay của nó ra. Bắn bậy không biết nó ở đâu đâu. Phát đồ mình chưa đủ. Đồ mình chưa đủ mạnh để đánh nhau với nó mà nó ra sớm quá. Bắn mấy cái tay nó nổ trước thì đánh dễ hơn này. Rồi trong đam này. Mình nên mang cái tăng cái emblem phải tăng đam này, quên mất. Trong đam này. Đam nó chán đấy. Rồi. Rồi khác. rồi, ăn hành rồi. Sao mẹ ra vào lúc bây giờ? Mình nên nâng cấp cái giày thêm, cái giày để mình chưa đủ sức để đánh nữa, cần cái giày nhanh hơn. Thuốc mình lại hết tác dụng đây thôi, buồn lắm đấy. Cơ bản vẫn phải né chiều thôi, cố đừng để cho hai tay đạp trúng người mình, hai tay ở cái đầu, canh chừng ở cái khẩu súng laser bắn. Tập trung bắn cái đầu thôi, không đủ sức bắn mấy cái kia đâu. Trâu thế nhỉ, mình phải giết nó trước khi nó trời sáng đấy, trời sáng mình còn lè nhà nó là nó giết mình đấy, không đùa đâu. Hết nửa đêm rồi chưa bắn nó là mất nửa cái máu này. Em bé thế toàn mất 1-2 máu thôi. Giáp của mình đi không hợp với cái đồ bắn là lắm, tại vì nó là cái set này của mình nó cộng sát thương vật lý, nó cộng sát thương tầm gần, nó không cộng sát thương tầm xa. Nào, đừng có chạy ra gần nó nữa. May mắn thì có thể giết nó, nhưng mà trời sắp sáng rồi, trời chỉ còn một nửa ngày thôi, là một nửa đêm thôi, chắc là không đủ sức rồi. Cái này với cái này thì cái nào phát ạ, mình vứt vô qua đồ rồi. Thôi nào, từ thôi, bình tĩnh. Hôm nay mình vừa hoàn thành xong series game cắp hết đấy, những series đấy chắc ít người xem, chẳng ai xem cái series đấy của mình rồi. Bình tĩnh nào. Sao hết thuốc rồi đấy, hết thuốc là không vui đâu. Bố lên nó cũng sắp chết rồi, may mắn thì đánh được. Cố gắng lên Hoàng mới làm được. Sao mày chạy đây? Thuốc rồi đấy. Ôi anh ơi, thuốc rồi thì phải nhanh. Nhanh thì còn cuống. Cuống nó không đánh ở đâu. Chết đi, chết đi, chết đi. Nhé cái tay cái ra. Ôi. Rồi cái đầu rồi. Bắn tâm cái đầu thôi. Kệ sát với cái tay chân của nó đi. Nếu mà mạnh ấy thì bạn mạnh thì bạn bắn chết với cái tay của nó trước, rồi bắn cái đầu sau nữa rất là dễ. Nhưng mà mình không có thời gian. Đồ của mình bây giờ mình mà làm cái cách đấy thì mình hết thời gian trước khi mình chỉ giết nó mất. Giết nó nhanh nhanh nhanh. Đúng rồi, nó còn tầm 5.000 máu rồi. Đừng có chạy lại gần đầu nữa, đầu xoay này chạm mất nhiều máu lắm. Cũng được, đi theo bên này. Đâu rồi? Đừng tránh xa nó ra, mất nhiều máu quá. Bây giờ mà chết thì cũng... Ok, bây giờ mình đủ sức đánh nó đây, nhưng mà mình chỉ sợ mình chết thôi. Nếu đoạn cuối lại quăng game phát chết thì thôi, buồn. Cái tay kia gần nổ rồi kìa. Nổ vào tay rồi. Không phải, đấy tiếng bom nổ rồi, không phải tiếng cái tay của nó. Nào, nào, nào. Bao nhiêu máu? 2.000 máu nữa. Cố lên. Cố lên Hoàng, mày làm được. Rồi nổ cái tay kia rồi. Mày làm được, chắc chắn mày làm được Hoàng ạ. Rồi, kê lên trôn, kê lên trôn. Kê lên trôn. Kê lên trôn, kê lên trôn. Kê lên trôn Prime. Kê lên trôn Prime. Mày là Optimus Prime, tao giết được mày rồi. Rồi. Ok. Đơn giản. Mày hả với. Ê. Ây, có được cái Soulfly rồi. Prime. Ok, vui. Hỏi tí. Cái này làm được cái gì? Ok. Avenger. Chưa làm được cái Avenger đâu. Hiện tại chưa được cái gì cả. Mình phải cân sâu cả 3 con cơ. Ok, tập này mình quay thế thôi. Mình chỉ muốn thứ nhất là mình đánh con này mà không có sự im lặng giống như cái tập mình bị con Destroyer nó hủy diệt. Ok, thì chào mọi người đến chào mọi người, thì hẹn gặp lại tập tiếp theo. Tối mình hơi mệt tí. Ok.